cảm ơn anh chị rất là nhiều và mong rằng là ngày hôm nay anh chị sẽ có một phút giây cũng như là tận hưởng làn sóng xanh ngày hôm nay với những tiết mục rất là thú vị đang chờ đợi. Xin được cảm ơn anh Đăng Trường, chị Cẩm Ly. Sao anh lại muốn
phơi phai ngày mai, xin đừng quên có một tình xanh mãi như đại dương, với con tim gợi theo bước người xa, ngày nào có nhau trong vòng tay. Nếu phơi phai ngày mai, xin đừng quên có một tình xanh mãi như đại dương, vẫn yêu em chờ em đêm từng đêm. Người có hay đêm từng đêm. Trong mơ đôi lần gặp gỡ với những mong ước, em sẽ về cùng bên anh. Nếu phơi phai ngày mai, xin đừng quên có một tình xanh mãi như đại dương, với con tim gợi theo bước người xa, ngày nào có nhau trong vòng tay. Nếu phơi phai ngày mai, có một tình xanh mãi như đại dương, vẫn yêu anh chờ em đêm từng đêm. Người có hay đêm từng đêm. Nếu phơi phai ngày mai, xin đừng quên có một tình xanh mãi như đại dương, với con tim gầy theo bước người xa, ngày nào có nhau trong vòng tay. Nếu phơi phai ngày mai, xin đừng quên có một tình xanh mãi như đại dương, vẫn yêu anh chờ em đêm từng đêm. Người có hay đêm từng đêm. Cũng như là đạt được nhiều giải thưởng của Làn Sóng Xanh, đây cũng là năm thứ hai có sự xuất hiện của hạng mục này. Một lần nữa xin được vinh danh cho hai tên tuổi đã đi cùng với thương hiệu Làn Sóng Xanh trong suốt 25 năm qua. Đan Trường, Cẩm Linh. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Vương Quyền, Phó Giám đốc Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Vương Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khách Điền, sẽ lên sân khấu trao giải thưởng này cho ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Cẩm Ly. Cùng âm nhạc tiếp theo cũng như là giải thưởng Làn Sóng Xanh. Xin được cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lưu Quyền và ông Lưu Văn Minh.